hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Phần 2 Thành gửi đến chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị và các bạn. Đây là vườn hoa sứ. Đây là vườn hoa sứ trong hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra tại công viên Tao Đàn nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là toàn cảnh của sân hoa sứ trong cuộc thi hội cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Thành chia sẻ gửi gắm tới cô bác anh chị và các bạn. Mong anh chị và cô bác anh chị và các bạn hãy cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để làm động lực cho Thành đi trên những chặng đường khó khăn hơn, vất vả hơn, để chia sẻ gửi tới cô bác anh chị và các bạn những thước phim, những video hay. Sau đây Thành mời tất cả cô bác anh chị và các bạn đi xung quanh khu vực hoa sứ tại công viên Tao Đàn, Thành phố Hồ Chí Minh. Mời cô bác anh chị và các bạn đi cùng với Thành nha. Đó, cô bác anh chị và các bạn thấy không, một bông sứ tuyệt đẹp như thế này mà không đạt một giải nào như cô bác. Thành nói như vậy thì cô bác anh chị và các bạn có thể hiểu được là cuộc thi hội cây cảnh thành phố khắt khe như thế nào. Rất nhiều cây đẹp và rất nhiều màu cho cô bác. Đây là Thành quay chung nha cô bác, khu vực này là không đạt giải nào nha, chính là Thành sẽ quay cận cảnh những cây đoạt giải để chia sẻ tới tất cả cô bác anh chị và các bạn. Thế ơi, cái nhà thứ này. Ở chỗ này này. Rồi lùi lùi xuống đây, lùi xuống tí xíu. Cất cảnh cây này cô bác thấy nào cô bác ơi? Cô bác thấy đẹp không? Cô bác cảm thấy đẹp thì thưởng cho Thành xin một like, một lần chia sẻ và một lần đăng ký để làm động lực cho Thành đi trên các chặng đường sau này. Nguyện vọng kênh của Thành là kênh du lịch, trải nghiệm cuộc sống. Và Thành muốn tìm hiểu một số văn hóa của từng khu vực, từng trên tất cả đất nước Việt Nam. Chặng đường của Thành là Thành muốn đi hết 63 tỉnh thành trong cả nước. Cho nên rất mong sự cổ vũ động viên của cô bác, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Được sự đồng hành của cô bác, anh chị và các bạn thì không có gì có thể ngăn cản để bước chân Thành đi. Tất cả những tiền mới trong sẽ là vòng quanh Việt Nam, đi xuyên Việt 63 tỉnh thành để chia sẻ những cuộc sống,
văn hóa và công việc của từng khu vực trên đất nước Việt Nam mình để chia sẻ gửi gắm tới cô bác anh chị và các bạn. Mong cô bác anh chị và các bạn hãy đồng hành cùng Thành để Thành có sức và là nguồn động viên để Thành đi đến hết những nơi mà các cô bác anh chị và các bạn không thể đi được. Thành sẽ đi chia sẻ cho cô bác anh chị và các bạn xem. Cô bác anh chị và các bạn cứ ngồi ở nhà du lịch qua màn ảnh nhỏ của kênh Thành Channel. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, trời đã mát cho nên tất cả cô bác anh chị và các bạn đã đi dạo vòng quanh khu công viên Tao Đàn. Lúc buổi chiều Thành tới đây sớm quá, tầm 2 giờ chiều, nóng nực quá, không quay được mà cũng không làm được cái gì luôn. Giờ ngồi nghỉ, vừa rồi mới quay được một xíu. Bao giờ mát để cô bác anh chị ở khắp nơi mới đi dạo, để đi ngắm cảnh, đi xem chiêm ngưỡng những cái cây cảnh mà đã đạt giải trong hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đây các bác đi cái công viên rộng lớn quá cho nên các bác đi các bác mệt quá, các bác ngồi nghỉ ngơi đây. Đây là các bác thấy mệt mỏi quá, các bác ngồi nghỉ ngơi tại công viên lớn quá mà nhiều cây muốn ngắm và muốn xem, đi nhiều quá nó mỏi hết cả chân cả tay. Đưa lên nó mới hay. Đây một dàn cây toàn cây đẹp mà không đạt một giải nào cô bác. Đã, như mình thì cảm thấy đẹp nhưng ở trong này vẫn không đẹp, vẫn không đạt một giải nào. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đẹp nè, 1, 2, 3 nè. Đi vô đi, đứng ngay chỗ thì phân giữa chân cái bé này ra đây. Bước làm trơn. Đứng xếp bước lên trên á, bước lên trên. Dạ còn đây cây này là cây đạt giải huy chương đồng. Thành chia sẻ cận cảnh cho cô bác, anh chị và các bạn xem cây đạt giải huy chương đồng. Dạ đây là cây đạt huy giải bạc trong cuộc hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 diễn ra tại công viên Tao Đàn. Đây là cận cảnh cây đạt giải huy chương bạc. Còn cây này là cây đoạt giải huy chương vàng trong hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại công viên Tao Đàn năm 2024. Thành chia sẻ cận cảnh cho cô bác anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước xem chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những nghệ nhân làm nên những cây cảnh tuyệt đẹp. Dạ thưa, còn cây này đẹp như thế này nhưng mà không đạt giải nào nha cô bác. Đó, theo như mình tuyệt đẹp rồi nhưng trong hội thi này cây này không đạt một giải nào hết. Dạ còn đây Thành chia sẻ cho cô bác anh chị và các bạn, đây là cây giải đặc biệt trong hội Hoa Sân 2024 tại công viên Tao Đàn. Mời cô bác anh chị và các bạn chiêm ngưỡng cây đạt giải đặc biệt trong hội thi cây cảnh Thành phố Hồ Chí Minh
nếu mà cho Thành chấm điểm thì cây nào chắc Thành cũng cho giải nhất, hết quá, và tại vì thấy cây nào cũng đẹp. Đó, đây là toàn cảnh cây đạt giải đặc biệt. Thưa các bác, anh chị và các bạn, thời lượng video của em đến đây cũng tương đối dài. Các cô bác, anh chị và các bạn đã đi vào trong khu công viên để đi dạo rất đông, nhưng thời lượng chương trình thì không cho phép, cho nên là Thành xin phép dừng video tại đây. Một lần nữa Thành xin chúc tất cả cô bác, anh chị và các bạn trên khắp mọi miền đất nước sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sang năm 2024 sẽ nhận được nhiều tin vui, sẽ mang lại nhiều niềm hạnh phúc mới cho tất cả cô bác, anh chị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.